Sáng nay mình cũng đi thăm lưới kiếm mớ cá để chuẩn bị cho bữa cơm sáng. Lưới hôm nay thấy cũng dính khá khá nè các bạn. Kiếm cá lắm, cứ đem lưới ra cũng thì có ăn thôi, rồi kiếm rau xung quanh nhà thì cũng được một bữa cơm rồi đó. Ngày